Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo trong thời gian gần đây, tại một số địa phương vùng biển của Việt Nam vẫn ghi nhận các trường hợp ngộ độc do cố tình sử dụng thịt so biển để làm thức ăn. Theo Cục An toàn Thực phẩm, đa số trường hợp tử vong là do cố tình sử dụng thịt so biển để làm thức ăn, dù biết rằng chúng chứa độc tố rất nguy hiểm. Gần đây nhất là ca ngộ độc so biển ở Sóc Trăng, là một người tử vong ngay tại chỗ và 4 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng cứng hàm, tê bì chân tay, nôn ói liên tục. Trong so biển có chứa tetrodotoxin, là độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngừng thở, gây tử vong nhanh với liều độc rất thấp. Độc tố này không bị nhiệt phá hủy, tức là dù nấu chín hay phơi khô, sấy ở dạng thông thường, độc chất vẫn tồn tại. Vì vậy, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không được dùng so biển làm nguyên liệu thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, dù chỉ là một lần.